Cho qua mấy đứa. Cho qua mấy đứa. Chó bè này con nào cũng nói như khủng long các bạn. Con nào nhìn cũng to rồi to. Ô quên lấy bịch tôm này nữa chứ. Này chơi lưỡi hà bá luôn. Hả? Này chơi lưỡi chà bá luôn. Cá nhỏ rồi. À, à. Cá nhỏ. Đó. Ăn. Nhỏ đi. Hả? Nhỏ. Nhỏ mà nhỏ. Hàng nó có nhỏ gì? Đâu nãy lấy cái nhíp đâu, lấy cái kéo qua. Trời, lấy kéo làm gì? Hả? Lấy cái nhíp lại cái kéo. Bị kêu cái kéo. Cái máy này có chỉnh rắc không bị? Có anh. Có. Cái lồn tròn bên tay trái bên tay quay á, có vòng tròn á. Chưa. Đứng. Chưa lên cá không dám la hả? Ghê. Ghê. Có cảm giác rồi. Ok, cảm ơn em. Chưa lên cá không dám la gì hết trơn à. Trời, tính để em im, ta đưa lên con bự bự cho em mình tới vô. Cứng quá ha. Bè này chắc cá không lớn bằng bè kia quá. Bằng kia thôi. Cá đầu tiên phải hết bài luôn bốt. Thiệt, ngồi đây nè. Thả cho nó rớt xuống khoảng 10-15 gram á. Có mang á chứ. Thả mà xa cho trôi vô được rồi. Đừng thả gần sát đó, trôi vô lưới. Thì đó, trả vào đây, rị nó nằm ở đây đây thôi mà. Câu cá nâu mà dính bè quỳnh nè mọi người. Bè quỳnh này là ở trong bè người ta nuôi xảy ra. Dưới bè này nuôi cá chẽm nè anh em. Cá tầm 3-4 kg, 5 kg quá trời luôn. Nhiều lắm.
Đó, nhìn đen nước luôn á, là cá chẽm không á chứ không phải là bóng đâu. Ồ, nhìn đã không? Còn bên cái ô này là nuôi cá đù Mỹ á. Ồ, quá trời luôn không? Cá đù này cũng ăn lô nha mọi người. Nhìn cái con cá này đau lòng lắm các bạn. Các bạn biết cá gì không? À, cá chép con á. Cái này là do ghe cào, người ta cào lên nè. Rồi mấy cái chỗ nuôi cá người ta thu mua những cái con cá nhỏ nhỏ gì đó. Cá chép mà mình câu trong đầm thì nó may mắn là nó chui vô đó, nó sống được một thời gian, còn cái này mới đẻ thôi à. Hải sản bị cạn kiệt dần là do những cái ghe cào như vậy đó. Mình thấy ghê. Ớn ha. Đứng đứng đứng. Đó, ăn ăn vậy không á, ăn mắc dài vậy. Hay hả bưởi? Hay hả bưởi? Nó mắc dài quá hả? Trời ơi, mau ít. Bỏ tay. Móc hả? Hồi nãy đang lo gỡ cái con cá mau ớt thì bị cái cần titan bị kéo bay luôn các bạn. Kéo rất là nhanh luôn. Biết có con cá gì rất lớn nha. Sâu lắm á. Ở đây sâu lắm không? Đây bao nhiêu mét hả? À, nước đang xuống rồi nó cạn rồi. Nó xuống đỉnh rồi. Hôm nay đi câu đen quá các bạn ơi. Mình mất một cây cần, ông anh cũng bị mất một cây. Cây xô. Cá ở đây không biết có cái gì ở dưới nó to lắm. Thả xuống đáy chưa? Chạm đáy không? Bà con xem clip của mình mà bà con thấy cái clip của mình nó giúp bà con xả được chút xíu stress sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi về á, thì bà con nhớ ủng hộ mình một nút đăng ký kênh nha. Ví dụ như mà bà con nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ mình rồi á, thì bà con tặng cho mình xin một nút like ha, cũng như là một lượt chia sẻ nè, để cái kênh cũng như là cái clip nó được nhanh chóng phát triển nha các bạn. Cái nút like các bạn nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng cái tình cảm nó mang lại là hơi bị nhiều quá nha. Nhớ nha bà con, chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Bye bye.